Không sao, có người thí mạng cho mình cũng được. Tí vậy đấy. Đằng thế nhở? Đủ mà. Áp dụng trích thôi nào mặt cười. Có thải của em nha. Đã chết rồi. Em thấy xác của anh Kiếp. Và đã Ali với lại ai được ai kế bên ra? Ốc. Chế ai lại ai ra? Đó. Em ai mới không ra? Biết. Ở đâu? Ở chắc phòng phòng nào giờ? Phòng nào? Bên phải nè, ai mới chạy ra ta đi mẹ, đéo phải ai cho ta. Chắc chắn là ốc luôn mẹ, đéo đi. Đâu ốc như đi này vô sau Ali mà, ốc đi vô sau Ali mà. Ali vô thấy cái ai? Ali thấy ai màu gì á quên mất rồi. Nhưng mà ốc đi vô sau Ali, xong rồi Ali không. Từ từ đây để anh loại trừ em đang anh ở cái Pino phòng là OCVI ấy nhở? Ừ, đúng rồi. Chứ em loại trừ luôn. Em thấy anh xem với anh phân kia ở phòng OC này. Thế thì còn wifi ở phòng không, không em lại trừ cho Quang, em đứng nhìn Quang từ đầu bây giờ luôn. À, em đi ta, vậy là Pino hả ta? Không, Pino đi Pino. Hello. Pino đi bị ăn phát mà không phải xem me. Thế thì chỉ có ốc thôi. Bây giờ chỉ còn ốc với Ali thôi. Ừ, ốc với Ali thôi. Ừ, nếu lại Ali thôi. Trước đó là ai ta từ từ để nhớ coi. Trước đó là ai á? Nếu mà trước đó trước đấy là ai? Nếu không thì là tự hủy đấy. Cái này chắc chắn Ali phải nhớ luôn, tại vì Ali đứng trước. Đúng rồi, Ali nếu mà không, Ali vừa Ali vừa mới mở, Ali vừa mới làm nhiệm vụ ở trên xong đang đi làm ở dưới, tại vì mở cái bảng mất thời gian mà. Ai ta? À, có Tú đi đầu tiên thôi à. Như phân kỳ vậy sao á? Đâu, phân kỳ ở phòng oxy mà. Như nào? Phát đi với anh, phát anh với Pino, anh đang đứng xem hai thằng này làm nhiệm vụ để anh xem thằng nào là người tốt. Em là em nhìn Quang nè, Quang làm việc rất là hợp lý, đó là Quang đau lát xong Quang đi up lát liền. Có ai thấy xe me không? Không. Thấy xe me đâu? Xe me đang đứng ở ngay bên đổ rác trong góc nè. Thấy chỗ xe me chỗ xe me chỗ phòng oxy nè. Thế à? Thế đi à? Bất kỳ cả phát cả xe me ở phòng oxy. Chứ không có 7 đúng không? Cái gì kêu là 7 đứng nhìn Quang đau lát up lát rồi. Để thôi coi chừng anh Chip là mẹ. Xin lỗi anh Chip đây không nhớ. Bảy nhìn Quang đấm đuối luôn á, thiệt luôn á, Quang đi riêng bây giờ Quang, Quang, phải là Quang. Sát khôi bị giết Quang rồi đó. Quang chạy qua phòng anh Chip hỏi anh Chip có ai giết anh Chip vậy? Từ từ nhá, ốc với Alicia để mâm riêng. Ừ, đúng rồi. Ốc skip đi à mọi người. Ốc đi vô sau, ốc đứng trên xe đi, để ốc đó, để ốc đó. Một trong hai, sẽ phải là một trong hai, phải không? Ốc loại trừ hết. Mình cứ đi chung tiếp như thế đi. Quang chết đấy. Ôi ơi, thằng Phát nhá, thằng Phát nó vào phòng sửa điện giết người. Quang chết này. Sao lại em? Em vào thấy xác mà. Mày thấy xác á? Thế sao mày không bấm trước khi anh vào? Thì chạy lên trên em check xem có ai không, xong em mới bấm. Một trong hai thằng này. Nãy có phải Phát không vậy? Nãy có phải Phát hay là Pino vô cái chỗ không? Nhưng mà từ từ nhá, ốc được chết đây này. Xong Quang với ốc là chết nhỉ? Hai người mình nghi lại chết. Anh cho mày nói trước ấy. Anh cho mày nói trước ấy Phát. Em đang ở phòng admin thì em thấy Alicia đi ra trước. Đó. Ali đâu có đi đường vô tầng điện đâu. Thì em chỉ thấy ở phòng admin Ali đi ra trước, xong em đi ra đúng phòng rồi. Sửa điện em thấy xác thôi. Phòng không admin biết Ali là đi đâu. Ali đi ra trước đi xuống dưới. Đấy thì nhưng có lúc đấy đi ở phòng nào. Admin có em với anh xong với rồi, Ali thằng còn Phát đi ngay sau. Thằng Pino đi sau thằng Phát vào thì thấy thằng Phát đi lên trên cái phòng đấy thì có thằng Quang nó chết. Nếu mà Ali đi ra phòng điện thì Phát phải thấy Ali trước chứ làm sao mà. Thì ý là thấy Ali đi ra khỏi phòng admin trước còn không biết Ali đi đâu thôi. Còn đâu từ đấy thì không giờ có Ali thông tin đi, gì cả. Ali đi làm nhiệm vụ mình à? Ừ, Ali đi làm không, nhiệm vụ mình có gặp mọi người nhưng mà Ali không có đi chung.
Thế thì tôi nghĩ là sẽ là Ali, tại vì khi mà cái tín hiệu nó bị rung ở bên trái, Ali lại chạy vòng ra bên phải, thấy mọi người chạy tại trái, vì Ali làm ra bên nhiệm trái. Vụ bên phải rất là nhiều, thấy mới mọi người nha. Đi qua bên trái hết rồi thì thôi Ali khỏi đi nữa. Tôi một vote cho Ali. Ok, cũng được luôn. Tùy mọi người em thì lại là thấy ốc vô địch chứ lại Ali là bị dính vô cái chết của anh chết này, nhưng mà ốc vô địch lại lăn ra chết rồi. Có khi nào dữ kiện của tôi đủ để tôi vote rồi, nên là tôi vote luôn. Tại sao mọi người không nghi Phát mà cứ nghi Ali vậy trời? Không, vẫn không phải không nghi mà vẫn nghi Bino với cả Phát, nhưng mà từ từ đang phân tích xem như nào. Nhưng mà Ali thì vẫn Ali vẫn Phát thì hai thằng nó sẽ bảo vệ nhau. Thôi, hai thằng Ali nó không xì nhau đâu. Bây giờ thấy Ali cũng được, nhưng mà mọi người hãy để ý Phát với lại Bino nha, tại vì Ali là người đi trước tôi rồi, Ali còn chưa thấy sáng. Vote luôn á, hay skip đi xong rồi mình đặt bấm riêng được mà. Bấm riêng đi. Tùy. Sao anh xem em không vote ta? Xem em vừa đi về rồi. Ừ, FK. Tao đứng ở mâm giữa, thấy thằng Tú cứ đứng cạnh tao bên em ra xem nó có... Em xem em làm gì? Mày dễ giết tao, đủ tại em xem em lắm. Khó nhỉ? Khó vãi đái nhỉ? Bây giờ mình sẽ phải đi ở đâu nhỉ? Từ từ xem nào. Bây giờ mọi người đang ở gần đây không được. Tụi mày có gì ta? À đây. Lên khôi vòng. Bây giờ dụ mọi người đi xuống dưới này. Xong rồi báo oxy để mọi người chạy ra chỗ oxy. Không. Còn chưa kịp làm gì ạ. Khôi à. Phát này, 7. Sớm thế, mình đang đi dùng mà. Tôi đang định dùng cái oxy để đi mẹ dụ mọi người. Lộ ấy luôn đấy, tôi đéo làm gì nãy giờ. Phải đi đôi rồi. Thề luôn. Khó thế nhờ. Mới đi chung rồi sao giết. Ôi, Lê Khôi làm ba nhiệm vụ mà không lên tí gì em. Ôi ơi. Trời ơi. Không lên thanh tí gì luôn mà cứ nhích hoài em ơi. Đâu ra anh. Em sửa điện không lên em ơi, bấm vào xăng cũng không lên em ơi. Không, bấm vào xăng phải đổ anh ơi. Bấm vào điện, cái điện kia thì không phải đổ đâu, cái điện kia là kết nối thôi, không lên em ơi. Anh không thấy không, không thấy thanh lên cái luôn. Cái điện của em là kéo cái cần lên ấy thì phải kéo hai chỗ mà, em mới 1/2. Anh biết, anh biết anh theo em ba nhiệm vụ mà ba. Bảo sao anh Khôi gì Ali đấy. Nếu mà chứ nếu không thì nếu mà Khôi là sói thì Ali là người. Nếu như em mà chỉ đi chung em không làm thì em chỉ cần đơn giản em bảo là em xong hết nhiệm vụ rồi, em đi theo mọi người
Nhưng đây em có làm mà, việc gì em phải không làm biết, giả dối. Chỉ biết, anh chỉ biết là anh trước mặt anh đấy là cái gì anh thấy trước mặt là đó ba nhiệm vụ mà không lên thanh cái gì. Bởi vì tất cả anh em đang ở đây chẳng ai làm gì cả, chỉ biết là không có ai khác ở đâu khác làm. Nhưng đấy mà em bảo nhớ, anh. Hiện tại nhớ, khả năng cao Alicia là sát thủ thật, mình giết được bột. Từ nãy giờ không có thêm bất kỳ một ai chết lẻ. Về cái đi chung với nhau. Đúng chưa? Để đi chung hết nhau, sao ai dám giết đúng không? Đi chung nhiều lúc cũng chỉ có 4 người thì có thể là hai sát thủ nó giết hai người thì có thể là end game luôn. Mà từ nãy đến giờ nó vẫn chưa giết thêm một ai, tức là chỉ còn một sát thủ thôi. Là tốt nhất là mình đừng có vút nhầm một ai cả. Nhiệm vụ của em vẫn còn, em vẫn đang đi làm. À. Nếu không anh cứ đi cùng em thêm. Ok em... thì anh đi cùng em xem coi cái thanh lên không, mọi người đi chung. Rồi, xem ok anh... ok. Nếu anh không an tâm thì thêm một người nữa như kiểu Pino, Pino đi chung. Không, em tất tin cả Pino. Ok ok. Tất cả đi luôn. Tất cả đi, tất cả đi. Đi luôn làm coi lên. Tất cả không làm mà chỉ có anh Khôi làm thôi nhá. Ừ ok, thế tất cả đi chung, không ai làm nhá, để tôi làm. Phút mỗi Ali. Dạ dạ giờ cho phút. Thì có mỗi anh Khôi, anh Khôi xí xấu. Nào đi, cắm hiên. Đi theo tôi. Phải nhưng mà đông quá, anh hiểu không? Có ai tách ra đâu. Không ai tách ra cả. Bây giờ đợi mọi người đi tầm giữa giữa này, tôi sẽ ấn oxy để mọi người tách ra. Mọi người sẽ mất thời gian đi hả? Giết được tiên 7 quay lại ạ. À. Tôi định bảo giết để đổi cho anh Lê Khôi mà đéo được. Khó thế nhở. 7 giờ nghi tôi rồi. Tôi thề các bạn luôn, 7 giờ nghi tôi rồi, đéo giết được. Tôi đi lẻ là bị nghi luôn đấy. Đang định bảo lúc này có Bino với cả Lê Khôi thì phải giết một trong hai đổ tội. Giết Bino đổ tội Lê Khôi mà đéo được. Tại vì 7 nó đứng lại nhìn. Ê địt mẹ. Mình đã gà mờ mới chơi rồi. Bây giờ kiểu phải tin nhau, đặt đi cùng nhau à, đéo làm gì được. Bây giờ phải tách 7 ra đây, tách 7 ra để đã đi cùng 7 nữa. Tôi lại mới chơi chứ, tôi đéo biết chơi. Đéo biết làm nhào để giết rồi. Còn bây giờ toàn người biết chơi à. Thế nãy giết một người nhỉ. Bây giờ phải một người đi xa một tí ra tao giết xong rồi tao đứng đi xác luôn. Chịu rồi, giờ biết làm nhà luôn đấy. Giết 7 luôn, giết 7 luôn.
kịp rồi. Chào được. Ôi trời ơi, con sói gì cái? Con sói em, sói túi cơ. Ê, sao mọi người không nhận ra là Tú nó không làm nhiệm vụ nào, nó chỉ chạy theo mọi người không vậy? Non quá thì con ăn cả nha. Khó quá. Vân Kỳ ơi là Vân Kỳ. Em phải đầu tiên ốc luôn, cái Ali là Squid này. Mình đang đau để ốp lát bởi Vân Kỳ đứng canh và an tâm bởi Vân Kỳ bẻ cổ mình luôn. Okay. Mọi người đi chung quá đéo giết được Ali ạ. Mẹ, đã bây giờ bọn mày kiểu gì thì mẹ có một mình Ali ở trong vòng đấy trước rồi mà tao vào tao chạy tao bị giết luôn mà chúng mày vào sau chúng mày đéo biết à. Phải cần em nhảy ven, em nhảy ven. Em nghe Ali rồi nhưng mà Ali nhảy cấu, Ali nhảy cấu anh ơi. Ít vậy game cuối này. Cố lên. Play quá vậy. Ít vậy vào giết người luôn này, giết xe luôn này. We can do it. Bộ đôi song sát. Thôi thì ăn nhầm đấy. Vì tôi đang phải đợi thì mày giả làm nhiệm vụ ấy, kiểu cái giả làm nhiệm vụ này cũng hơi khó ấy. Ủa, ý, có mẹ mày của đấy tôi tinh ý. Thợ vai lồn. Trời ơi, Ali xem mèo thấy sao? Ui, anh xem mê, xem mê. Hai mạng rồi kìa. Anh đi bên nào ơi. Anh đi bên trái, sao vậy? Xem mê đang coi camera. Anh coi camera. Em phải, em thấy camera, anh coi. Em đi ra thì em thấy, em đi bên phải thì em thấy xác 7. Ở đâu? Ở phòng nào? Ở từ phòng sửa điện đi ra bên tay phải một tí ở cái chỗ đổ xăng. Em gần ngay đó luôn. Phòng rác đúng không? Em mới thấy. Không, cái chỗ đổ xăng ở bên dưới cơ. Phòng đổ rác, chỗ phòng đổ rác. Em ở ngay phòng đó luôn nè. Ali á? Đúng rồi, Phan Kỳ vừa thấy Ali xong, Phan Kỳ đi từ bên phải sang, đi lên trên. Không phải phòng đổ rác, cái phòng ở bên dưới cùng, ở bên dưới tay phải cơ. Từ phòng sửa điện đi ra nhá, thì đi sang bên xuống bên phải cơ. Đấy là phòng communication mà, có phải là ấy đâu. Phòng có cái bình xăng lên trai hả? Bình xăng, phòng có mấy cái hộp đúng không? Không phải phòng đổ rác, đúng rồi, phòng có mấy cái hộp ở giữa. Đúng rồi, phòng ở giữa ấy, chuẩn. Ủa, mấy hai Phan Kỳ từ dưới lên mà. Có 3 người chưa được xuất hiện trên cam, là anh Chip, Quang với Tú. Anh đang ở phòng admin với cả Alicia Mel trong đấy này. Em cũng đang ở trong phòng admin với anh Chip này. Em đi từ bên phải còn xuống xong rồi đi lên chỗ phòng admin. Em còn chưa ra cái chỗ đổ xăng hay cái gì luôn đấy. Camera đang soi camera. Nào không đi làm nhiệm vụ mà lại xem camera. Khi nào chết thì làm. Anh sao sắp chơi sao chết thế? À đúng rồi, lúc cái vấn đề lúc em đi qua nhá. Vấn đề là đi lên phòng admin đúng không? Thấy Ali xuống, đi xuống. Đúng không Ali? Ali đang đứng ở ngay cái chỗ cục wifi á. Ali vừa mới thấy Phan Kỳ từ dưới đi lên. Quang cái tủ luôn. Anh vậy anh coi đang ở trong phòng camera đúng không? Anh coi thấy em chào anh đúng không? Có mày đứng chào tôi mấy lần, mày đi đâu mày chào. Em chào anh xem ở phòng điện này. Xác chết ở phòng đổ rác à? Bây giờ mình loại trừ đi, ba người không thấy trên cam là ai anh coi. Anh Chip, Quang với Tú. Đó, anh Chip, Quang với Tú đó, anh này, để ý từ ba mọi người, đi. Không phải là không thấy trên cam mà là cái cam đấy ấy. Mọi người phải hiểu là cái cam đấy nó có phải là soi được cả map đâu. Những cái lúc mà em đi làm nhiệm vụ ở cái chỗ mà cam nó không soi đến thì không, mọi người nhìn thấy không? Không, cái cam nó sẽ chiếu qua ba cái ngã tư. Ok nhá, ba ngã tư. Ủa, thì Quang vẫn chạy qua các ngã khác đường bình thường mà. Anh đang ở phòng admin với cả thấy Alicia Mel đang làm vụ này. Em vừa làm nhiệm vụ xong thấy Tú đi lên. Tú vừa đi từ cái phòng. Em thấy Ali đi xuống thì sao mà không ghi Ali? Thì soi bây giờ nốt đưa ra một mâm, đưa ra một mâm là được. Tú mâm riêng nha, Ok. Đéo phải tự nhiên đi mẹ. Tự nhiên tôi vừa đi lên thấy Ali thì anh Quang lại báo, anh em hiểu không? Thì đó thì mình khó thôi. Quá bị trùng hợp ấy, tự nhiên mẹ vì bọt của đấy tôi cũng khó xử ấy, anh hiểu không?
Ờ, chắc phải xin Khôi được. Khôi nghi rồi. Quái quan giết mình thì giật mình quá. Tôi phải cố giết 707 Z-Bot. Nhớ ai vào đây à? Em dùng cái gì đó? Đi đông hai người này. Con mẹ mày sợ vãi cả lồn. Ủa, sao đây ốc? Sao đây? Ốc ơi. Từ từ nhá. Ốc, mic. Ốc tặng hết cả. Ali. Alo, Seme, Phát với lại anh Chip. Sao? Ai ta? Seme, Phát với anh Chip với ốc đúng rồi. Seme, sao? Phát với Chip với ốc đó. Bốn người trong phòng camera, còn lại hai người kia là sắc. Ừ. Anh kia đang trong phòng camera đấy. Ok không anh Chip? Anh Chip, ok không anh Chip? Ốc của nhà mông đây. Mà anh Chip có đồng ý không? Quang thì anh Chip này. Chip này. Chip này. Anh Seme mới đồng ý rồi mà. Tao thấy thằng Funky trong phòng camera. Nhưng mà tại sao thằng... Không, nhưng mà... Funky vô sau. Vô sau đúng không? Nhưng mà... Ừ, nhưng mà tại sao thằng Funky không đi làm nhiệm vụ từ nãy tôi để ý. Em làm nhiệm vụ. Nhớ, em nói với anh nhớ, em làm nhiệm vụ bên phải nhá. Xong em lên phòng admin đúng không? Từ admin em đi phòng điện. Bắt đầu từ phòng điện em mới đi lên, em đi đúng một vòng. Bây giờ vậy nè. Bây giờ 4 người trong phòng Vega tin ốc thì bot. Bây giờ chỉ còn 6 người thôi đúng không? Vâng. Đúng rồi. Quang gặp anh Chip đi ở ngoài. Từ từ. Vâng, anh cứ nói đi. Bây giờ là 6 còn 6 thằng thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tao ở trong phòng camera này, thằng Phát này, thằng Seme đứng đấy từ đầu này, thằng không phải đúng không? Đúng. Thằng ốc cũng ở trong đấy đi ra này. Em vô đầu tiên đúng không? Đúng, hiểu. Thế thằng Phát Kỳ vào sau cùng này. Thế đâu. Còn mỗi mày thôi Quang ạ. Thì bot Quang trước đi, còn lại là chắc chắn Quang Kỳ luôn em hứa. Vai luôn. Còn mỗi mày thôi mà. Ok thôi em đi làm nhiệm vụ và không có gì xảy. Em gặp anh ở ngoài cơ, cái không. Lúc đấy em gặp anh ở ngoài cơ. Tức không, tức là... Đó. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ ấy, là cái vấn đề mọi người không để ý đến cái trường hợp là cái xác hai người kia chết lúc nào và chết ở đâu. Mọi người không hề biết. Có thể là giết xong rồi tập trung ở trong phòng camera thì sao, đúng không? Trong phòng camera đứng đông lắm. Nhưng mà lúc Seme đi mẹ mày nói gì thế? Đi mẹ có soi được cái lồng gì không? Tao không soi được cái gì, tao có, tao nói rồi. Mọi người cứ bảo ông có thấy xác hai người kia ở đâu không? Hay là ông chỉ nói thôi? Chết thì sao? Đúng rồi, chết trước thì sao? Đúng không? Mọi người cứ bảo em, mọi người có biết xác chết ở đâu đâu. Chết trước thì sao? Chết trước cái lúc mà mọi người đi vào thì sao? Mọi người thử nghĩ xem. Seme ông nói chuyện, Seme vốt luôn rồi. Ủa thì đây anh tưởng là Quang rồi, chốt tất cả mọi người đang ở đây mà. Không, anh làm sao em đang đi làm nhiệm vụ ấy, mọi người không đi làm nhiệm vụ đi thua đấy. Cứ đứng xem camera thôi, 4 người đứng xem camera bao giờ không? Giết rồi nhưng mà tôi sợ có ai đứng ngoài. Ôi, đi mẹ mình tách ra đi. Tí mình tập trung sân. Bây giờ đi cùng xong rồi giết cùng là xong đúng không? Bây giờ mình đi cùng anh Quang.
Phát chết đâu vậy? Sao ốc? Mic. Ốc ơi, mic. À, anh chip đứng đâu ạ? À? Anh chip đâu vậy? Anh đang ở phòng admin, anh đang sửa. Phát chết đâu ta? Phát chết đâu? Vậy là đang ở trên ra. Phòng quang sửa oxy ở phòng bên trên phòng admin. Vậy là anh chết rồi, anh chip rồi. Phát chết đâu? Phát chết đâu? Vấn đề là không ai biết phát chết ở đâu. Ốc báo mà. Ờ, ốc báo mà. Bấm số bị anh chip đâm hay sao á? Đang đừng chết ở đâu đi mà hỏi câu khó dễ hiểu cho mày luôn. Nó chết ở đâu? Nó chết ở phòng admin. Kéo phải, thằng Quang đang đứng với tao ở phòng admin này. Em ở phòng bên trên phòng admin. Anh chip nhầm rồi, đấy là em. Chết rồi. Xe mẹ thấy đâu ạ? Xe mẹ đang đâu ạ? Anh đang ở phòng anh chip đứng ở phòng admin với em. Tao ở cái bàn nhá mà. Tao ở phòng. Đúng rồi, đúng rồi. Xe mẹ, xe mẹ. Ủa sao camera nhưng mà từ đầu đến giờ anh không thấy ai là sao? Không, anh thấy Quang chạy lên, thằng Quang là bên trên chắc rồi. Lúc ấy rồi, rồi ai chạy vô mình phải là chip em bên với trong anh. Nè. Với chip em. Phát với em. À, đâu không, tao đang đứng với em, cả Funky. Em Funky em đứng với anh chip. Em đang sửa mà. Đúng rồi, mày sửa chứ tao bấm xong mày thì mày không anh chip ơi. Nó bị delay chip ơi. Em đang sửa mà. Bắt lâu lại Funky với Quang. Đi mẹ. Quang vừa sửa cái ở trên xong rồi. Quang sửa cái sửa Quang sửa cái bên trên, Quang sửa cái bên trên. Quang đi thôi anh. Nhưng mà nhưng mà cho trò này nhá. Cho tao nhầm, thằng Funky. Thằng Funky không sửa. Em đang sửa, không phải em không sửa. Cho nói xem cái này cái nè. Anh nói đi, anh nói đi. Tao có thấy mày đứng ở trong đấy trước, nhưng mà tại sao địt mẹ mày. Thì em đang sửa đây. Quang nó sửa cái bên trên, nhưng mà thì đang em đang sửa thằng ốc. Ốc vô địch ốc bấm. Em vừa bấm ok xong thì ốc bị bấm anh xem em. Anh không biết mày nó tiếng nó vẫn kêu thôi, báo động. Nó vừa em vừa chạy đến mà. Anh biết bảo nó vẫn báo động. Vâng kê chứ đây. Ủa sao mọi người không nghĩ là ốc report mà không có thông tin chính xác là ốc giết ốc report luôn, mọi người không nghĩ thế à? Không, tao tin ốc bởi vì điện mạng thằng không, em không sửa. Tin thằng ốc. Thế thì chỉ còn lại mày thôi. Đúng vậy, anh đứng cạnh cái bàn bấm giùm em cái anh chip. Ờ. Mấy em kêu mọi người bấm mà nếu ai bấm sợ mà anh liền. Hai thằng sát thủ ở bên nhau vãi luôn. Mẹ gần xong rồi, tôi thấy gần hết giờ rồi. Tôi bây giờ mà tôi đi vào tôi bị lộ cái xác của thằng Phát ra, em hiểu không? Thế tôi phải đứng ở giấy để tôi che xác. Đi phải khó nhỉ, lúc ấy phải làm lộn người ta. Thế phải làm gì cơ? Nhưng mà tại sao quả đấy tôi đang ở cùng với Phát, tôi đứng giết Phát rồi này. Anh chỉ đi vào này, ốc đi vào này. Còn mỗi xe me thôi, giết mỗi xe me là xong. Cái đéo phải sửa. Dạng hơi khó nhỉ. Anh bấm đi. Em hết được bấm rồi. Bấm đây, tao bấm, tao bấm. Là sao? À, nghĩa là giết cứ giết một người là có được ấn report à? Ờ, tao sửa trên bên trên. Em sửa xong Quang mới chạy vô nè. Quang sử Quang lặng nào. Em làm nhiệm vụ ở tít bên dưới lại vãi lùng đã vốt em rồi. Em làm nhiệm vụ ở tít bên dưới cơ. Em chạy lên là muộn. Đúng không? Sao lại vốt? Không, tức là em chạy lên, thì ốc sửa xong rồi. Không được, đây là đây, bây giờ nói cho Quang nghe là đây là bộ 3 security nè. Không. Cơ bản là đi bạn phải từ đầu thì bạn bỏ tao đã không có dự kiện với nhau rồi, mày hiểu không? Nhưng mà của đấy tôi giết tôi che mà có ai thấy đâu, không okay. Thấy đâu được. Từ đầu ba thằng tao là lịt mẹ tin nhau vãi luôn rồi, Quang hiểu không? Vẫn cãi được. Chịu. Câu này, ví dụ cái số lượng người như nào thì mới thắng được bây giờ? Người đều là thắng nhau rồi. Em nói rồi, bốn thằng mình ở trong phòng đó là chắc hai thằng kia còn sót rồi. Thế mà anh Quang đi giết người là win rồi. Không, Quang không win được. Không, quay được, Quang giết còn 1-2. Đúng rồi, với lại cái chỗ mà cái lúc mà mọi người bảo tôi với Tú giết hai người ấy.
thì làm sao mà Win được biết đâu, bị report thì sao, đúng không? Bởi vì tôi với Tú toàn đi với nhau à. Thì giết cùng lúc. Thì giết cùng lúc đấy, bạn làm rồi giết cùng lúc, nhưng mà vấn đề ở chỗ là vấn đề ở chỗ là bốn người kia đang đi cùng. Cái lúc thằng ốc phân tích đúng mà, bốn người ở trong phòng đấy, bốn người đi ở bên ngoài, hai người kia chết thì chỉ còn hai người đi. Em thấy bốn người đang ở trong phòng. Ê lên là bốn người đứng một cái tươi coi cam. Em mới chạy ra em bấm cái nút đó, em coi ai chết. Nhưng mà vừa đấy là còn chết, chắc chắn hai người chết. Quá, cái lúc mà vừa đấy còn tôi với Tú ấy, là lúc đấy là bên đấy là còn tôi với Tú này, còn ốc, còn anh Chip, còn Seme với lại còn cả một người thằng Phát nữa, là địch mẹ sáu người liền thì làm sao mà tôi giết hai người mà tôi thắng được? Giết được nhưng mà phải đợi đau bạn ạ. Ừ nhưng mà khổ là mọi người cứ đi vào đấy bạn giết Seme ở phòng sửa oxy à Win rồi, em giết được Phát rồi.